mộng tôi tha thiết yêu nhau mà vui. Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến, những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh đón trăng lên, tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biệt ly. Jimmy kính chào quý khán giả của Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dị Vãng của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, trong nền tân nhạc Việt Nam của chúng ta có rất nhiều cặp song ca mà quý vị yêu thương, những cặp song ca từ trước năm 75 cũng như sau năm 75. Và một trong những cặp song ca mà Jimmy rất là ái mộ khi mà còn bé, nhất là được nghe những bài như Ngưu Lang Chức Nữ, Hương Tóc Mã Non, Đường Về Quê Hương v.v. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón, rất là hân hạnh chào đón ca sĩ Quang Bình và Trang Thanh Lan. Chào cô chú. Trước nhất Trang Thanh Lan xin gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình Bước Chân Dĩ Vãng của Jimmy. Rất là vui, chào Jimmy. Chào, chào Quang Bình. Dạ, yeah. Mời chú. Chào Jimmy. Dạ. Cảm ơn quý vị, Quang Bình xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Bước Chân Dĩ Vãng của Jimmy. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thưa quý vị, là với cô Trang Thanh Lan thì Jimmy gặp rất là nhiều lần trong những lần cô làm thâu chương trình Tiếng Hậu Phương với cô Quế và cũng như những cái show nhạc. Còn chú Quang Bình thì cũng khá lâu rồi mới thấy chú trở lại màn ảnh. Thì cuộc sống của chú hiện tại bây giờ như thế nào? Sau khi mà trở lại Cali, yeah, được Lan giúp cho làm một cái chương trình Trở Lại Cali, yeah, thì sau đó thì tái ngộ, chương trình tái ngộ đó, tái ngộ với khán giả ở Cali, thì sau đó thì tự nhiên trong lòng nó buồn buồn nó chứ, thấy cái nền âm nhạc nó không có giống như trong cái trái tim mình hồi từ xưa tới giờ nữa, yeah, thành ra là đâm chuyển qua đi làm cho đi bán furniture, rồi xong rồi đi làm cho cũng mấy cái xưởng của Mỹ, yeah, làm về connect mấy cái đồ connect máy bay ấy. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa chú, nhắc đến chú đó thì Jimmy cũng được biết là chú có một người em là chú Quang Đại đúng không? Đúng rồi. Dạ, hình như tên chú Quang Đại cũng có cái nét như là một cái tỉnh nào đó hả? Một cái tỉnh, một cái quận, quận chứ không phải là cái tỉnh. Okay. Quận Bình Đại của tỉnh Bến Tre, quê nội của chú. Dạ. Yeah. Yeah. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay bên cạnh mời cô chú tái ngộ với khán thính giả thì Jimmy cũng muốn mượn cơ hội này để chúng ta cùng nhớ về một nghệ sĩ tài danh của Việt Nam chúng ta, đó là nghệ sĩ Hùng Cường, nhưng kỷ niệm 25 năm ngày mất. Cô nhận xét gì về ông Hùng Cường? Bố Hùng Cường hả? Thì nói về nhận xét với bố thì cô Trang Thanh Lan thấy là bố người là giỏi. Cái này coi như tất cả bộ môn bố đều giỏi hết, yeah, và bố có một cái tinh thần yêu nước Việt Nam khôn, yeah, tả, không thể nào nói cho hết được. Và bố rất là thương đàn em, đàn em mà trong nghề đi hát là, yeah, bố nâng đỡ dữ dội lắm, và bố có cái tình thương gia đình mà bố giấu kín trong lòng, bố ít có khi nào thể hiện ra. Yeah, đúng rồi. Mà ông cũng rất là nghiêm khắc phương con. Nghiêm lắm, hỏi cho bệnh. Đâu chú, hồi bé bị đòn rồi. Nghe nói chú bị đòn nhiều hả? Chú thì bị đòn là bị đòn lây không à. Tại vì bố chú có một cái kỷ luật mà ngộ lắm. Là tức là em làm thì anh phải chịu. Trời đất ơi, vậy hả? Tức là bất cứ đứa em nào của chú mà nó có lỗi á, là chú phải chịu. Trừ cái lỗi của chú bị chịu đi thì không mình không nói đi. Dạ. Nhưng mà em chú mà nó bị lỗi á, là chú cũng phải chịu luôn. Công nghiệp. Mà lỗi lắm, một anh mà tới bốn em. Là sướng. Là sướng. Dạ. Mà bị một cái là sắp hàng nè, sắp hàng bố trị sắp hàng cuối xuống sắp hàng nè. Là quất rồi. Bố là thằng anh đó thì phải nằm cuối. Ừ. Cuối thì cái roi nó xuống dưới này thì cái nó ở trên này đâu có đau, nhưng mà cái mũi là vô nghe chú. Vô đây nó đau lắm. Với lại lúc mà có một thời gian mà chú đi hát chung với bố, yeah, lúc đó là đi hát ở dưới Đồng Nai, yeah, tỉnh Tiên Phong, lúc đó bố chưa đi, yeah, thì bố khó lắm, mà bố dễ, đối với những em út, đối với những người nghệ sĩ khác á, thì bố vui vẻ bố chỉ, yeah, đúng bố rồi, chỉ vẽ từng những cái ấy, nhưng còn riêng chú á, thì ổng đứng trong cánh gà, yeah,
Ông đợi vô là ông phan liền. Trời đất ơi. Là la chúa hay sao. Có thiệt có cô. Cái lúc cô gặp chú Bình rồi. Lúc năm 75. 75 đi. Ở dưới tỉnh, ở dưới Lạch Giá gì đó. Không biết Lạch Giá, Long Xuyên. Long Xuyên, Long Xuyên. Lạch Giá gì đó. Lâm mới đi hả? Chú Bình á thì không ngủ á, kiểu nghe kiểu đi chơi là tối không ngủ đủ ra hát bị sét. Trời. Vô á có người đứng nghe là cái búp. Vừa bước vô cánh gà cho hắn dán liền. Đèn nó còn chói đèn đó. Tức là biết là đâu. Biết là chú Bình không có ngủ đầy đủ. Để là hát bị sét. Trời ơi sao khó quá vậy. Khó lắm, sét một tiếng là thành ra bắt buộc là phải tới những cái lúc mà đi hát chung với bố á, tới những cái lúc mà đặc biệt những lúc những cái nốt cao á. Là bắt đầu phải tập trung hơi dữ lắm. Đúng rồi. Nhưng mà chính vì vậy mà mình thành công. Dạ, mới luyện được nha mình. Mới luyện được cái cách để mà giữ hơi và đẩy hơi. Những cái lúc quan trọng nhất. Dạ. Như là ngoài chú nè, chú Đại rồi còn thêm hai người em nào nữa? Cô Phương Giao, cô Phương Huy. Cô Phương Huy. Phương Uyên. Phương Uyên. Nhưng mà Phương Uyên chết năm 75 tại vì sốt xuất huyết. Dạ, dạ. Cô Phương Giao thì bên Việt Nam hát rất là ở nhiều. Ở nhà chỉ có chú Bình với cô Giao là ca sĩ. Là ca sĩ à, cô Phương Huy nhưng mà Phương giải nghệ rồi. Giải nghệ lâu rồi. Dạ. Còn chú Đại thì có đi hát không chú? Không đi hát, Đại là chủ yếu là làm phim. Làm phim, dạ. Từ lúc bước chân vào bước chân vào cuộc đời là đóng những phim vai phụ rồi xong rồi... Dạ, đạo diễn. Những rồi xong làm trợ lý đạo diễn rồi bây giờ sau này trở thành đạo diễn. Dạ, đúng ạ. Cho nên là cả nhà, nhất là các cô chú là cũng có cái dòng máu nghệ thuật giống ông Hùng Cường ha. Là người làm phim, người ca hát nữa. Dạ. Dạ. Riêng với chú Bình thì Jimmy được biết chú còn sáng tác nữa. Thì cũng sáng tác của mình là không phải là nó không phải là chuyên nghiệp. Dạ. Nó chuyên nghiệp sáng tác nhưng mà thí dụ do một cái cảm xúc nào đó, thí dụ mình đi mình gặp một cái gì đó nó thoáng qua trong mắt mình thì mình về nhà tự động là nó trong người mình nó bật ra những cái nốt nhạc và những cái lời văn để mà mình sáng tác. Dạ đúng ạ. Cái kỷ niệm nhiều trong sáng tác của Quang Bình đó là lúc mà đi lên Đà Lạt. Dạ. Đi lên Đà Lạt, đi lên quê ngoại á thì là dừng chân bên đồi thì thấy hai người hẹn hò nhau với nó. Ừ. Mà trong cái bài hát đó thì nó cái lời của nó không có giữ gì của Đà Lạt hết. Dạ, nhưng mà người ta nghe người ta vẫn cảm thấy là đó là Đà Lạt. Đó là bài gì chú? Ai mộng buồn dân mai, trên ai chờ trên đồi xanh với lời hẹn mong manh, nụ hôn nào rơi rớt trong rừng thông long lanh. Dễ thương. Tôi dừng trên đồi cao xa hẳn đời xôn xao, dưới chân hồ nước biết trên này thông chim bao. Đó là bài hát mà do chú sáng tác. Lúc nãy chú có nói về quê ngoại của chú là ở Đà Lạt đó. Thì xin chú nói thêm về người mẹ của mình. Mẹ chú thì không có gì đặc biệt hết. Bà là một người chăm lo cho gia đình rất là good. Chăm lo cho mẹ chồng. Mẹ đặc biệt chứ, mẹ là hoa khôi của trường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt. Đẹp quá, hình hồi trẻ đẹp quá trời luôn. Mình nói là đặc biệt đây là lúc mà mẹ bắt đầu lấy bố thì mẹ từ hồi cái đó mẹ cũng là người đặc biệt. Trường Thị Xuân biết bao nhiêu là ngàn học trò mà bà còn là á hậu của điện ảnh nữa. Á hậu điện ảnh. Vì là bà có đóng phim hả chú hay là chị? Thì lúc đó là bên Pháp á, họ mời mà bà đóng phim cái phim Lục Dân Tiên. Nhưng mà lúc đó là mẹ mới cặp bố. Bố đòi đám cưới, bố không cho đi. Trời ơi, ổn vậy. Thành ra là mẹ cũng bỏ cái nghề luôn vì chồng mà bỏ cái nghề điện ảnh luôn. Chứ hồi đó là mẹ chú đẹp lắm. Dạ đúng ạ. Được Pháp nữa anh tuyển á hậu điện ảnh mà. Dạ. Thì lúc mà cô về làm dâu gia đình thì cô thấy bà như thế nào? Ôi, tới bây giờ cô vẫn nhớ, vẫn thương bà lắm. Tại vì bà là người không có nghĩ dâu con vậy đó. Cái nghĩ là vô nhà bà là con gái của bà thôi à. Mà bà rất là thương cô. Cái gì là Tết á, biết cô thích ăn thịt kho nước dừa với lại hủ qua mà hầm á. Thì năm nào mỗi lần cái Tết á, chiều 30 là cô nhớ bà lắm. Tại vì cái là 30 Tết là mấy con dồn về nhà hết để ăn. Lúc đó vui anh. Ăn gọi là ăn gì? Ăn rước ông bà đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không, trước khi rước ông bà. Rước ông bà đó.
À hình như mẹ rước ông bà rồi tụi mình mới về ăn vui, những cái năm đó vui lắm luôn. Yeah. Bà rất là thương con cháu con ơi. Dạ. Yeah. Thì Jimmy có thấy là những năm trước thì gia đình có gửi những tấm hình mà cô ấy post đó, có bà trong đó cũng rất là dễ thương. Dạ. Yeah. Cô hay về thăm bà lắm. Dạ yeah, đúng. Yeah. Là ở Bến Tre hay là ở Sài Gòn cô? Bà ở Sài Gòn. Ừ. Dạ, yeah. Nhưng mà cách đây mấy năm mẹ thượng thọ 80 đó. Lúc đó chú Bình qua Mỹ rồi. À. Cô với Lina gái cô đó là về rồi mấy đứa em Phương Huy á ở bên Pháp về. Oh, vậy hả, rồi gia đình có Đại, gia đình có Giao họp nhau, bữa đó mẹ vui lắm con ơi. Cái đây 3 năm lúc đó là trước đây ngay bên này hình như 3 năm 4 năm 3 năm 18. Chú bố chú là một nghệ sĩ quá tài danh rồi, vậy thì hồi bé đó chú đi hát thì ông có khuyến khích hay không, lúc hồi bé bé thích hát có được khuyến khích không? Không. Ồ, vậy hả? Hồi lúc chú đi còn trẻ đó là đi hát là trốn ông đi hát. Trời ơi. Tại vì hồi đó là bố trước 75 là bố nói học xong đi ra trường đi học làm học cái gì, học kỹ sư mày muốn học cái gì đó mày học. Học ra trường đi đi hát chỉ là phụ thôi. Yeah. Tại vì cái nghề nghệ sĩ đó bố chứ nói là bạc lắm. Thành ra là bố không khuyến khích đi hát. Yeah. Nhưng mà khi 75 vô thì lúc đó là chú đi làm ở dưới thông tin văn hóa đó thì bố nói là thôi đi ăn cơm nhà làm chuyện thiên hạ. Rồi bố nói thôi đừng có làm phường nữa, đi theo bố nó bắt đầu đi hát từ đó luôn. Đi hát chui hả chú? Đi hát lúc đó là chui thì không chui nhưng mà lúc đó là chưa có cái gì đó rõ ràng hết. Thành ra là cứ chạy tiền được là có giấy phép để đi hát thôi. Ồ dạ. Dạ. Hình như trước 75 chú cũng học quốc gia âm nhạc phải không chú? Chú có học một thời gian. Dạ. Chú học một thời gian rồi lúc đó là được đặc tuyển từ ở trường học. Dạ. Ai chú hát ở trường học của chú, trường đó là trường Trung Thu á. Trường của con em cảnh sát quốc gia là có nhạc sĩ Minh Kỳ. Thì có thầy Minh Kỳ dạy, thầy Trương Hữu Lan dạy. Mà thầy Trương Hữu Lan là chuyên môn dàn dựng những cái hợp xướng. Dạ. Còn thầy Minh Kỳ là dàn dựng những cái đơn ca, song ca. Thì thầy Trương Hữu Lan chỉ thấy cái chất giọng của chú là thuộc loại tenor. Dạ. Nó thành ra chú thầy Trương Hữu Lan mới cho đi đặt cách vô trong trường quốc gia âm nhạc. Dạ. Vừa hát vừa học. Dạ. Ồ, đó là cái kỷ niệm lúc mà hồi bé của chú đó. Dạ. Yeah. À, quê nhưng mà trốn à. Ồ, trốn hả? Ồ, trốn á, đâu dám nói cho bố biết là mình đi hát đâu. Kỳ hơn, đáng lẽ phải khuyến khích lại. Không, bố không cho đi hát. Phải học. Rất là nghiêm khắc hả cô? Như là quê hương của gia đình chú là ở Bến Tre. Còn như quê hương của cô cũng ở Lục Tỉnh, ở miền... Cô ở Gò Công. Ồ, Gò Công. Dạ. Sát bên, đi qua con sông. Em là em gái Gò Công. Em gái Gò Công. Cô có ở đó bao năm? Cô lúc mà cô sinh ra thì cô sinh ở trong Chợ Lớn. À dạ. Rồi xong cái ba cô lúc mà cô 10 tuổi thì ba cô mất. Dạ. Là lúc đó ba cô đang làm cho hãng nước ngọt BGE ở trong Chợ Lớn á. Dạ. Hãng con cọp á con. La Gia. Hãng La Gia đó, đó là hãng La Gia, con cọp. La Gia. Thì ba cô mất rồi hãng mới không cho ở nhà tại nhà của nhân viên của hãng. Thì họ đuổi nhà, mới má cô mới dẫn cô về Gò Công ở. Trong thời gian ở 2 năm ở Gò Công á. Thì đạn pháo lúc đó là chiến tranh khủng hoảng luôn. Con biết không, tối mà tối mà giật mình á. Diễn viên đi cầu, nhà cô ngay cầu Sơn Quy. Thì có cái ông ấy là dì cầu, ảnh là bà con của má đó, cô. Đó cô dẫn Liễu vô chợ ở đi nha, tối nay giật sập cầu đó. Trời đất ơi. Chứ là má cô chiều đón xe lam dẫn cô đi vô trong chợ bà con, ở nhà bà con. Thì sáng mai về cầu sập rồi. Rồi cái con biết cái tối ngày là, ngày nào coi như là cũng bị pháo kích hết á. Mà riết mà cô nghe, riết cô rành còn hơn là chiến sĩ luôn. Cô nghe biết của ai luôn á. Biết cái tiếng đi của nó, ví dụ ở đâu sao mà nghe cái là mình chuẩn bị một hồi hộp, nó sẽ nổ ngay mình. Là bên đơn kia người ta bắn. Ta bắn cái là ịt chứ là băm là công chỉ tích tắc rồi. Rồi mà khi nào bên mình bắn á, bên Việt Nam Cộng Hòa bắn á, là nghe cái trung, là bên kia nghe là xa, là mình bắn là mình không sợ. Mà nghe tiếng bịch chứ là mình họ thổ. Có lần bị một trái một chê giữa hai nhà cô với nhà cậu của cô. Mà còn nổ văng miệng tứng tung á, mà nhà không ai bị gì hết con. Không phải là mày nhắm nhà cô. Dạ, sau 2 năm là ở dưới quê xong mà lên Sài Gòn là hết cô. Thì cô nói má, cô nói má ơi con ở đây chắc con chết chứ con không chịu nổi rồi. Sợ quá mỗi ngày mỗi sợ. Mấy cái thời đông diễm á. Nhưng mà nếu mà ước trở lại mà để ở lại cái thời đó cô sẽ trở về đó cô ở. Ồ vậy hả? Thanh bình. Có 2 năm thôi mà nó nhớ suốt cuộc đời mình luôn. Dạ. Chắc ở dưới đó là cá rồi nó rất là nhiều hả cô? Tôm cá thì là mỗi ngày là má cô xuống ghe đáy người ta mua, người ta đi về đó. Cứ mua tôm tươi, cá tươi ăn không à. Thích lắm. Dạ. Khi mà cô lên Sài Gòn thì sau đó thì cô cũng gia nhập ban tập Lục Tùng Lâm. Không, cô lên Sài Gòn lúc cô 12 tuổi. Thì tới cô đi học ở trường Trần Quốc Liêm Gò Vấp á. Dạ.
cô học cho tới năm đệ tứ thì cô nghỉ, là tại vì năm năm thất lục ngủ thì là cái năm để ngủ là cô đi hát, cô gia nhập trước cùng Lâm. Cái xong cái đi hát ham quá, cái trốn học quay đuổi học luôn. Tại học trường đạo á con. Mấy ông cha khó lắm. Mà trường tư nữa. Tới tháng mà không đóng tiền coi như bị quỳ cột cờ dạy dạy luôn. Cô là người học sinh mà bị quỳ cột cờ nhiều nhất là tại vì đóng tiền trễ. Tại lúc đó hai ông anh cô là nuôi cô. Đóng tiền cái tháng có tháng không là má cô chắc chiêu để cho cô đi học. Thấy cực quá. Thôi má ơi, để con đi hát nuôi má chứ thôi. Mình tự ái từ nhỏ mà. Thôi kiểu mà mình xin tiền, ngửa tay xin tiền, con không vui chút nào. Rồi cái là bắt đầu cô đi hát luôn năm 68. Tên Trang Thanh Lan đây là tên đầu tiên của cô tự đặt hay ai đặt cho cô? Không, chú Tùng Lâm đặt cho cô. Chú Tùng Lâm lợi thi tuyển lựa đó, tuyển lựa giọng hát. Cái cô mới vô học trò ta ngồi rụt rè, rụt rè trong mấy cái salon rồi kia. Cô nhảy phóc lên trên bàn cô ngồi. Trời ơi, nhỏ này đâu đại ca giang hồ. Cái nói, con muốn học hát hả? Dạ. Con biết hát gì? Nó dạ, con hát gì cũng được hết chú. Chứ nó giờ con hát bài cho chú nghe đi. Cái cô hát, con giờ con đang hát bài, con đang thích bài tiếng hát Hồ Phương á. Ê nói, giờ con hát đi. Trời, hát lắm. Trời ơi, ai dạy con hát vậy? Nhịp nhàng dưỡng giống như mình có cái nghiệp sẵn rồi con. Giống như cái nợ nghiệp tổ cho mình từ lúc đó. Nhịp ok, có như cái gì rồi đúng đó là thứ ba tư gì đó. Bắt đầu thứ bảy chủ nhật gì đó là ra Quốc Thanh thi. Chú Lâm cho chị ra thi luôn. Thi luôn, là lúc đó chưa có nghệ danh. Lúc đó là Nguyễn Lệ Liễu, thí sinh Nguyễn Lệ Liễu. Tên thiệt á. Tên thiệt cô là Nguyễn Lệ Liễu, cho cô ra Quốc Thanh thi luôn. Mà lúc đó cô nhà nghèo mà con, đâu có áo quần, đâu có dép dài gì. Mà cái áo đầm thì của cô chị của cô cho, còn cái áo thun thì bà chị dâu cho, còn đi dép mua lẹp xẹp mang lên sân khấu con. Mà hát 12 điểm là ấy, cô là 11 điểm 75. Là tại vì còn 5 0.5 kia 0.5 điểm là lùng. Lùng mà là cái tội. Làm như không có nhấp nhang sân khấu hay sao ấy. Chú Lâm đấy, chú Lâm dẫn cho thương chú Lâm. Chú Lâm dẫn cô đi mua giày, rồi chú Lâm cho tiền, may áo, may quần, rồi bắt đầu đặt tên. Cái đặt tên bắt đầu hả? Chú tính đặt con Đoan Trang, mà tao mày mấy giờ lớp nhạc tao nhảy lên bàn hồ, đâu có Đoan Trang chút nào đâu. mới vô mà vô leo lên bàn ngồi với đại ca, không Đoan Trang, không Đoan Trang. Cái xong đấy, thôi giờ chú đặt con tên Thanh Lan nha. Nên cô nói, lúc đó có Thanh Lan, chị Thanh Lan lớn, chị Thanh Lan nhỏ rồi, hai chị Thanh Lan. Cô nói, có hai chị Thanh Lan rồi chú ơi. Thôi vậy, con gái chú là bé Trang. Bây giờ cô lấy, chú Lâm lấy cái tên Trang, đặt thêm cho con là Trang Thanh Lan. Từ thế là Trang Thanh Lan. Coi như là trong các ca sĩ mà họ Trang là phải cô là người đầu tiên có lót chữ Trang không? Đúng rồi. Cô là Trang Thanh Lan. Rồi không, chị Trang Bích Liễu. Chị Trang Bích Liễu trước à. Rồi chị Trang Mỹ Dung. Cô Trang Mỹ Dung thì rồi Trang Kim Yến, cô trước Trang Kim Yến. Đúng. Rồi tới cô Trang Kim Yến. Rồi cô Phương Anh thì sao cô? Phương Anh không biết sao không lấy họ Trang mà lấy họ Phương Anh. Mà cũng học trò của học trò chú Lâm. Cho nên thấy có tấm hình các cô hồi đó chụp mặc đồ mini skirt mới đặt váy không? Rất là đẹp. Múa. Khúc nhạc chiếu trăng. Ủa vậy hả? Lúc đó đi Lào á con. Lúc đó hội chợ thắt luôn bên Lào đó. Dạ đúng rồi. Rồi chú Lâm dẫn cả đám đi vậy đó mà tập cái bài khúc nhạc chiếu trăng á. Anh mừng trăng bóng. Là nhờ những lúc đó như vậy cho nên sau này các cô hát bè rất là vững. Cô ấy chẳng hạn sau này hát là cô bè là số 1 luôn. Hát live. Thưa cô, nhắc đến các cô đó thì Jimmy thấy là có một cô mà trong cái hình như 6 cô thì có một cô như mất rồi phải không cô? Cô Hoài Thu. Cô Hoài Thu. Cô Hoài Thu, cô Phương Liên. Cô Trang Thanh Lan, cô Phương Anh, cô Trang Kim Yến với cô nào nữa ta? Cô Thùy Trang. Đúng rồi. Mà cô Hoài Thu mất từ lúc chưa 75. Hình như buồn cái gì rồi tự tử chết mới mười mấy tuổi. Còn bao nhiêu thì có cô Phương Liên là cô không có tin tức, còn bao nhiêu cô có tin tức. Cô Trang Kim Yến cũng là người bạn, cô thấy có tấm hình hai cô chụp ở đây. Cô với cô Trang Kim Yến với cô Phương Anh là ba đứa thân lắm. Cô là cỡ tuổi nhau luôn. Không, cô Trang Kim Yến lớn hơn cô 2 tuổi, Phương Anh lớn hơn 1 tuổi. Rồi cô với chú gặp nhau lần đầu tiên trong trường hợp như thế nào? Đi hát hả?
chứ còn gì nữa. Chứ không là mai đó nè. Quên rồi. Chứ còn gì nữa. Dĩ dãn gian dối dễ gì dấu diếm. Lần đầu tiên gặp cô Lan là lần đầu tiên chú đi hát. Oh. À, lúc đó thì gặp nhau ở dưới Long Xuyên. Long Xuyên. Long Xuyên thì tối đi hát dưới đó cả tháng trời mà hát Long Xuyên là hát cũng cả tháng trời một điểm thôi. Rạp Minh Hiển đó. Rạp Minh Hiển đó. Dạ. Rạp Minh Hiển đó, bây giờ là Rạp An Giang đó. À, coi nhau giống như là bạn bè tối là nguyên một nhóm mấy đứa lóc chóc đó, chóc chóc nè. Lúc đó cô Lan là khoảng hai mấy tuổi, chú là lúc đó cũng khoảng 18, 19 tuổi rồi. Là kéo nhau đi ăn chè, hay đi ăn chè lắm. Dễ thương quá. Thì quen nhau nhưng mà lúc đó thì nó không có tới với nhau. Không, để kể xấu cho con nghe. Con biết không, cái tự nhiên cua cô đó. Mà đút cái tờ giấy vô trong cái kẹt cửa đó, làm bốn câu thơ. Trang đài ơi trang đài, thanh thanh nét thanh thanh, lan liễu còn phải kém. Ôi yêu quá là yêu. Trời ơi. Chứ tụi Lâm bắt được cái bài ta chửi phải không? Hình như Lâm chửi anh phải không? Chứ Lâm chửi. Là cái lãng mạn. Đây đừng lỡ mạng quá rồi. Wow, nhưng mà bốn câu thơ đặt ra thì cô có ngã, có tiêu lòng không? Không. Với không hả? Không, lúc đó không có tức là chú yêu đơn phương vậy hả? Nhưng mà lúc đó thì chú nghĩ là nó cũng không tới đâu. Là thôi chú nghĩ rồi. Chú nghĩ rồi chú đi qua đoàn khác. Rồi vô tình là 5 năm sau, trước khi chú đi, ngày chú đi vượt biên với bố chú. Tức là lúc đó là đi vượt biên xuống dưới đó, đi hát là đi vượt biên á. Lại đi chung đoàn. Ủa gì hả? Lại đi chung đoàn. Chung đoàn nữa. Lại chung đoàn nữa. Là 5 năm sau lại vô định là chốn được, có duyên. Từ năm 75 cho tới năm 80. Mới gặp lại. 5 năm sau mới gặp lại. Ok. Bắn đi một thời gian là đâu có gặp nhau, mỗi người đi hát một đoàn rồi đi tứ xứ hết. Cái lúc đó là chú Bảo Thu với Thanh Tâm. Cô Thanh Tâm á tổ chức show. Ok. Là cái mời cô hát. Yeah. Lâu cô biết là có mời chú Bình, cô không biết là có chú Bình. Xong cái gặp nhau ở ngay chỗ đó, xong cái tối ra cô đi với bà chị cô. Với hai người chị của Thanh Tâm. Yeah. Thì chú Bình vô gõ cửa, không có hỏi gì vậy. Cái đứng nói tạm tạm gì không biết đó, không có chủ đề. Tự nhiên về nhà nhớ. Thôi đi về đi, đi về ngủ. Cái cô đóng cửa, ủa sao mà cửa đóng rồi mà sao chưa có khép lại vậy trời. Bây giờ mình xuống thấy cái chân như này, cái chân khác thì không cửa. Đi giữa cái cửa xuống rồi, đi giữa cái cửa, đóng lại. Và tự nhiên cái lúc đó lại ấn tượng, lại thương. Thì cũng thấy vui, cũng thấy vui. Rồi mà cái lúc đó đó là bố chủ lại chuẩn bị đi vượt biên. Chưa cũng đi vượt biên luôn. À. Rồi bố giận lắm. Bố khi bố biết là hai đứa đi qua lại nhau đó thì bố giận lắm. Bố nghĩ là chú muốn ở lại mày gái chú muốn ở lại nên là nhưng mà rồi hẹn nhau 5 năm sau. Tức là 5 năm đã gặp nhau trở lại luôn, trở lại năm 80. Thì bây giờ thì tại vì lúc đó tâm sự nha, thì cô Lan nói là cô Lan cũng có giấy tờ bảo lãnh của bà chị cũng mấy năm rồi. Chuẩn bị đi qua Mỹ. Thì chú mới hẹn là thôi thì 5 năm đã gặp lại đây thì anh hẹn em 5 năm sau mình sẽ gặp lại bên Mỹ. Nhưng mà rồi thì đi cùng đi xuống dưới cùng đi vượt biên. Ngày đó là ngày chú nhớ là ngày 30 tháng 4, 29 tháng 4. Thì BCS á, nó lượng ở ngoài đó quá nhiều. Cảnh sát biển của Việt phải Nam phải nói rõ ràng là bố một cánh, anh một cánh. Thì làm tôi đi từng cánh. Quang Đại một cánh, ba cánh. Cánh gì cô? Nghĩa là ba, đi xuyên nhỏ. Không có đi chung với con, không có đi chung với nhau. Không, anh với Đại một cái. Anh với Đại. Bố với lại thằng Triệu một cái. Bố với thằng Triệu đó, thằng con thằng Bảy á, là một chiếc. Anh với lại thằng Đại là một chiếc. Tất cả riêng. Tức là đi riêng. Okay. Rồi cái BCF nó lượng quá rồi không có đi được. Okay. Mới đổ trở vô lại. Trở vô lại thì bố mới nói là lúc đó cái An Giang, cái đoàn ca múa nhà An Giang đó. Thì mới nói là mời bố với anh đi. Lúc đó ở Long Xuyên, thì ở Long Xuyên. Tức là An Giang đó. Thì mới mời bố với lại anh đi qua bên Tân Châu hát. Bên chú đi qua Tân Châu hát. Thì chú đi qua bạn chú, cái bố nói thôi không biết là lúc nào nó kêu mình. Là bố nói thôi để bố ở lại đây đợi chú đi hát đi. Chú đi qua bệnh chú hát. Luôn tiện là tìm cái ông Minh, ông chủ ghe đó. Là coi ông như thế nào, ông giải quyết như thế nào. Tại vì ông hẹn á
khi mà 29 mà bị bể á, yeah. thì ổng hẹn là 10 ngày sau là sẽ đánh chuyến thứ hai. Ừ. Nhưng mà rút cuộc là tới 15 ổng cũng chưa thấy đánh nữa. Ồ ồ, chưa nói gì luôn. Nhưng mà tiền thì đóng hết rồi. Trời. Đó thì bố mới kêu là thôi giờ chú đi qua bên bệnh chú kiếm ông sẵn hát đi kiếm ông luôn. Ừ. Thì cái ngày chú đi qua bệnh thì ngày ở bên này kêu đánh. Thì chú mới thì bố chú không biết lúc đó là sao nữa. Bố nghĩ là Đại Quang Đại với chú á là đi chung một cánh thì hai đứa sẽ đi chung với nhau. À nên chú mới bố mới kêu Quang Đại đi qua kêu chú đi về để okay. đánh. Ừ. Nhưng mà vừa mới bớt tới nơi thì mới có căng Manero nè. Ừ. Mình không thể nào mình bỏ đi cái là nó biết liền. Là trốn rồi. Nó biết liền thành ra là mình phải bắt buộc phải hát đẹp. Ừ. Sáng sớm hôm sau về. Sáng sớm hôm sau về thì trời xui đất khiến là lúc đó trời mưa lâm râm. Ừ. Tháng 4 mà. Yeah. Trời mưa lâm râm thì Quang Đại chạy chở chú chạy thì mới trượt lên trên cái cầu hồi đó cái cầu dán đó dạ, nó có hai cái thanh này để cho xe hơi để chạy trên đó. Thì chạy chính giữa khi thấy cái xe bên kia xe bò đi qua cái ổng trượt lên ổng từ từ lại đi không có ổng quẻ bẻ tay lái thì nó trượt cái xe nó tay ngã trời nó ngã xong rồi cái mà đúng là cái có cái số mạng dạ. thì cứ chạy 500m nó tắt máy mà nó tắt máy nó không tắt luôn nó tắt xong cái đạp cái đạp vài cái nó chạy lỡ bởi như vậy cứ như vậy đó mà về tới nơi trễ. Bố đi rồi. Bố đi rồi bố cũng để tiền lại. Bố để tiền lại thì đi xuống dưới đó thì rốt cuộc là cũng không đi được công an nó theo dõi. Là cái chuyện đó bố chú cũng không đi được hay là bố với Quang Đại mới phải chú với Dĩ Quang Đại chú mới phải ở lại. Ở lại thì trở về thì rồi, chú, bố Cường mới qua Mỹ là nó đổ thừa tại vì cô mà chú Bình là bỏ là vượt biên mà đâu phải đâu quan ức tại đi bên kia dạ, tại vì lúc sau này cô qua bên Mỹ rồi cô gặp rồi cô với chú Bình mới giải thích là đâu phải tại con đâu bố ơi nhưng mà không nhìn luôn con tới lúc mà cô có bầu bé Na đó là ở nhà báo tin rồi đó, bắt đầu ông mới hết giận cái ông gửi đồ về gửi đồ về cho chú hồi lúc đó là ông không giận ông không liên lạc luôn. Tới năm mà chú qua đây á thì tới năm mà sanh bé Na là tới năm 82 á. 82 thì sau khi sanh Trần Kim Hoài Hương đó tên đẹp quá ha là bố là Trần Kim Cương, Cường, nhớ Trần Kim Cương. Bố là Trần Kim Cường, cô nói đặt tên là Hoài Hương đi. Là Trần Kim Cường là nhớ quê hương á, là con gái cô là Trần Kim Hoài Hương. Hay quá ha. Còn nếu mà con trai thì đặt tên gì? Trần Kim Quốc Việt hay gì đó, Trần Kim Việt Nam gì đó. Chưa biết. Không biết. Không. Mà khi mà qua bên hải ngoại này thì chú sau đó có tìm được vượt biên không hay là ở có thì... cũng đi chú đi ra Vũng Tàu rồi cũng đi tìm nhưng mà nó cái số mạng của mình nó không được đi. Rồi khi mà bố Cường qua đây đó là làm những bài chống cộng khủng hoảng đó thì bố mới nói chứ con mà đứa nào qua bên Mỹ là con của bố mà đứa nào ở Việt Nam là Việt Cộng. Trời ơi. Bố kể mà tinh thần chống cộng của bố khủng hoảng cái thời nhận đầu đó. Mà lúc đó thì trước nghe nói trước khi mà ông Hồng Cường vượt biên thì cũng vượt biên một vài lần mà bị bể phải không? Nhiều lắm. Dạ. Cỡ chục lần hơn có. Trời ơi. Cái ông để dành bây giờ ông đi qua ông không còn như gì hết đó. Ông đi hát cái ông để dành được chừng vài ba cây cái là ông đi vượt biên. Cứ chắc mốt rồi mua vàng rồi xong là đi vượt biên. Dạ. Ông đi nhiều lắm, đi từ miền Trung đổ vô là ông đi nhiều lắm. Đi từ Cố Tóc mà thành Trọc Đầu. Ủa gì hả? Sao vậy? Bị bắt. Nó thấy nghệ sĩ nó ghét cho nó kêu cắt tóc. Dạ. Thì bố cắt cũng ngắn hơn con luôn, ngắn vậy. Cũng không chịu nữa, nó còn dài quá, bố chậu. Ghét bố đi cạo trọc luôn. Cạo luôn. Bỏ ghét. Thưa chú, như là chúng ta biết là ông Hùng Cường thì quá nhiều tài rồi, từ cải lương ha, tân nhạc, kịch nghệ, bộ môn nào cũng thành công hết, nhưng mà ông cũng rất là đa tình. Chú có thấy điều đó không? Đào hoa. Nói về đa tình đó thì thật sự mà nói là chú ở sát, chú là người con trai trưởng mà. Dạ. Rồi chú ở sát bố nhiều lắm, tại vì cứ mùa hè mà nghỉ đó là mùa hè nghỉ học á là chú thường đi với bố hơn tất cả những đứa em trong nhà. Dạ. Để đi lưu diễn với bố đó. Thì bố nói là bố đa tình
cho bản thân bố thì không có, mà người ta đa tình với bố thì có. Ồ vậy hả? Tức là bố không đi tìm người ta. Người ta đi tìm ổng là nhiều. Các cô đi tìm ổng là nhiều hơn. Đó, thì nó có nghĩa lúc là các cô tự dâng hiến con ơi. Thì chưa phải là ổng cua. Không, ổng không cua ai hết đó. Thì công nhận á. Nhiều người trong nghề cũng biết là nói bố đa tình là nói về mấy cái cô kia đa tình với bố. Chứ thật sự bố đi hát, nghề bố đi hát cũng cực lắm. Sáng là đi, chiều có tuần mới là phải tập. Rồi về nhà ăn uống nghỉ ngơi chút xíu là tối phải hát quần quật cho tới 1-2 giờ đêm. Về tới nhà là 1-2 giờ đêm, 1-2 giờ đêm rồi ngủ. Bố không có thời gian để mà... Đúng rồi, để nghỉ. Rồi xong rồi bố phải cái tập tành nhiều lắm. Bố không có... Hồi đó đâu có phương tiện giống như bây giờ. Dạ đúng á. Bố thường thường anh... chú nghe bố tập... Hồi đó bố tập những cái bài nhạc mới á. Hồi lúc mà chưa có cassette á. Thì chú... Bố chung vô cái toilet bố tập. Ồ vậy hả? Để nghe được cái tiếng của mình đó. Để control được, kiểm soát được cái tiếng của mình đó. Sau này thì có bắt đầu có Mỹ nó qua thì có mấy cái băng cassette nhỏ như này. Cái băng tắp lô nhỏ như này em. Em nhớ không? Thì bố thâu lại. Cái tối bố về mà bố tập là bố thâu lại, đóng cửa kính là hết, bố thâu lại đó. Xong bố mở ra bố nghe. Đấy, để mà cái thời của bố á là một là chung như nhà tắm, hai là để cái lu á, con cái lu nước mà lu không á, chung vô không đứng hát là cho nó dội đó, dội lại để mình kiểm soát cái giọng những cái cao độ trường độ của mình đó. Chú cũng ảnh hưởng bởi ba chú là giọng tenor và hát giọng cao phải không? Hay là hồi xưa hồi còn trẻ lúc mà chú hát với gia nhạc chú lên cao lắm, chú lên tới rất son thăng lắm. Ồ vậy á. Chứ là T1, N1. Còn bố chú thì cao hơn. Bố chú có thể lên tới gần si bemol, tới si bemol, tới bố cao. Dạ đúng rồi. Cao lắm. Nhất là cái bài mà Vọng Ngày Xanh mà ông hát là hết sảy luôn ha. Vọng Ngày Xanh, trời mưa gió đó. Câu chót á, trời gió, trời gió. Trời, cô thích cái đoạn đó quá trời. Lặng nghe gió biên thùy xa xôi biết tìm lại lối chốn nào trời gió. Thành ra bố mới là người ca sĩ duy nhất là hát bằng tông với nữ. Ca sĩ nam duy nhất hồi xưa chưa cái loại thí dụ như bằng kiều bây giờ đó là cũng loại cao. Nhưng mà bằng kiều đó là nhờ cái hơi kèn. Hồi xưa bằng kiều xuất phát từ thổi kèn. Thành ra nhờ cái hơi kèn bằng kiều mới có cái nốt cao đó. Còn như bố hồi xưa là bố là một trong những ca sĩ hiếm hoi mà hát bằng tông với nữ. Là lên một khoảng 8 bằng nữ luôn đó. Đó. Hát bằng tông với nữ. Cho nên là hát chung với chẳng hạn như cô Mai Lệ Huyền đi là bắt lên cao luôn. Dạ là bố hát nó nếu cần là bố đưa lên cái nốt cao luôn. Thật tạo không? Kiểu khoảng 8 luôn á. Khoảng 8 luôn đó. Mà ông là đầu tiên là cải lương hay là tân nhạc rồi mới qua cải lương thưa chú? Không, là tân nhạc. Tân nhạc trước. Ông xuất thân là tân nhạc. Rồi trong xóm có mấy bác hớt tóc á, mấy ông hớt tóc á. Ở đối diện nhà. Tối hay tụ tập lại trong xóm đờn giọng cổ rồi xong dạy cho mấy đứa nhỏ trong xóm hát giọng cổ. Thì bố về bố nghe bố có đam mê rồi bố nhảy vô đó bố tập luôn. Từ đó là bố sau này có tự nhiên là có đoàn hát họ phát hiện ra. Hình như chú không nhớ làm đoàn Kim Trưởng.
Kim Trưởng là phát hiện ra bố hát giọng cổ được thì cũng đi vô trong trọng, có nhiều người lắm à, trong cái xóm của chú bố chú hồi đó đó là có nhiều nghệ sĩ lắm. Ồ vậy hả chú? Nhiều nghệ sĩ đờn có. Cô Ngọc Lan Thanh cũng trong đó. Ngọc Lan Thanh cũng xuất phát từ đó. Ờ xóm nào chú? Xóm Xà Rác. Xà Rác á. Ồ là chú đó. Xóm Xà Rác đó. Ờ. Gốc Nguyễn Cư Trinh với Phát Diệm hồi xưa. À. Trước khi tụi cô đi Mỹ là tụi cô ở vậy là cũng gần nhà cô Ngọc Lan Thanh luôn rồi. Đúng rồi. Nhà cô ngoài này, nhà cô Ngọc Lan Thanh đi sâu nữa. Sâu vô trong chút. Vô hẻm sâu nữa. Dạ. Hình như cô cũng hát giọng cổ được mà. Biết thôi con ơi, biết hát thì thôi, amateur ngọt mà. Có kịch nào mà cô đóng chung với anh chị Quang Minh Hồng Đào đó, cái chung một mái nhà cô nhớ không? Cô lên câu giọng cổ hết thảy luôn. Ồ dạ. Thế đó là ngẫu hứng đó. Ngẫu hứng hát lại đó. Dạ. Đó là cương á. Nhưng mà chú hình như cũng có thâu cái tuồng gì cả lương phải không chú? Hồi xưa cái chú cái lúc đó là bên Pháp được cho qua thâu âm đầu tiên ở Việt Nam á. Dạ. Thì trong đó có ông Đức Phú là tác giả của những cái tuồng về Thúy Kiều. Dạ dạ. Thì lúc đó mới làm ông viết gọn lại cái tuồng Thúy Kiều thành một tuồng thôi. Dạ. Mà cái tuồng Thúy Kiều hồi xưa là bố chú đóng. Ồ đúng rồi. Bố chú đóng vai Kim Trọng nè, bố chú đóng vai Thúc Sinh nè, dạ, bố chú đóng vai Từ Hải nè. Dạ. Thì ba cái nhân vật chính đó là bố chú đóng. Ừ. Nên ổng tự nhiên ổng lúc mà cái mời đầu tiên đó là mời chú Thái Châu với Kim Yến với lại một ca sĩ nữ nào nữa, với lại Bạch Lý. Bạch Lý đánh trống là Bạch Lý cháu của ông Thanh Tòng á. Dạ vâng. Thì là bốn người hát tân nhạc cho cái đó. Cho cái tuồng đó. Cho cái tuồng đó. Dạ. Thì chú hát tân nhạc. Thì lúc đó tự nhiên ổng nghe chú hát sao cái ổng nói thôi giờ thử hát một đoạn hầu quảng của bố chú. Dạ. Thì chú hát thử cái ổng nói ok mời Quang Bình đóng cái vai Thúc Sinh. Thâu âm cái bài đó. Wow. Đúng lý là mời đóng luôn. Mời đóng cái vai đó luôn. Quay hình luôn đó. Quay hình luôn á. Nhưng mà sau đó thì đi hát nhiều quá. Đi lưu diễn cũng nhận show nhiều quá. Đó đúng rồi, quay cả mất cả tuần lễ, cả nửa tháng. Rồi phải đi tỉnh Đà Lạt, nên nọ kia là đủ thứ. Dạ. Nó chạy show nhiều quá rồi biết không, không có thể bỏ được. Đúng rồi. Một đêm chú hát, chú với cô là hát bao nhiêu, 5 show, 7 show. Dạ đúng. Ngày chủ nhật không là cả chục show á con. Từ sáng tới tối rồi tới khuya luôn đó. Ở Sài Gòn hay là đi? Ở Sài Gòn không á. Không biết không? Cô với chú á, ngày Tết á, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tới mùng 5 á, hát một ngày 20 mấy show. Trời đất ơi. Hát bắt đầu từ 7 giờ sáng, 8 giờ sáng. 8, 9 giờ là hát tăng á con, mấy cái tăng á. Đúng rồi. Là cứ chạy đi vòng vòng hai cô chú đi. Từ cơ sở thú chạy ra tạo đàn rồi xong rồi chạy đi cái gì đầm sen rồi nọ kia cứ vòng vậy đó. Buổi sáng là 10 mấy suất, buổi tối 20 mấy suất nữa. Dạ. Và một ngày chạy 27 suất. Rồi. Mà lúc đó vẫn còn cái sức mà hát mà vẫn còn... Thì bây giờ chắc hết rồi. Hồi đó thấy có những sức ở đâu chạy kêu quá. Nó có đồng tiền. Hồi đó là cô chú hát rất là nhiều, chẳng hạn những bài quê hương, bài văn câu gì đó. Là cô chú là một trong những người hát đầu tiên. À, cô với chú là người ta thích văn câu, thích cô gái Ba Lan Kiêu Kỳ. Dạ đúng, Ba Lan Kiêu Kỳ. Thích cái gì? Em nói thành... Ra Duyên Anh Cưới Em. Ra Duyên Anh Cưới Em, đúng. Ra Duyên Anh Cưới Em. Anh ở Đâu Thành là cái bài... Tàu Về Quê Hương. À, như Jimmy còn giữ những cái cuốn CD của cô chú mà lúc mà cô chú mới qua hải ngoại nè, Gạo Trắng Trăng Thanh nè, Bên Trung Tâm Giáng Ngọc, rồi Ngu Lan Chiếc Nữ, rồi Tình Ta Với Mình. Ngu Lan Chiếc Nữ này của Trung Tâm Thúy Nga. Dạ, Thúy Nga. Thúy Nga. Còn cái hai cuốn còn lại là của Giáng Ngọc mà được biết là còn nhiều CD của các trung tâm hải ngoại. Nhiều lắm mà cô không biết để cô đem tới cho con. Dạ, đây là những CD mà con sưu tập được. Thưa chú Quang Bình, nhắc đến bố chú đó thì chưa mi lại tưởng đó bố chú là người miền gốc miền Nam, nhưng mà khi mà tìm hiểu như là ông là ở đâu ngoài Bắc đâu phải không? Tỉnh Hải Phòng. Bà nội chú, dạ. Bà nội chú là người Hải Phòng. À. Thì ông nội chú lúc đó là quê là Bến Tre. Dạ. Ông nội quê nội chú là Bến Tre. Dạ. Thì ông nội mới là thợ máy cho một cái tàu buôn của Pháp. Dạ. Thì mới đi ra ngoài đi chở hàng đó, đi chở hàng với đi lấy hàng ra Hải Phòng. Dạ. Thì mới gặp bà nội ở ngoài đó. Dạ. Thì hai ông bà mới lấy nhau mới đẻ bố của chú ở Hải Phòng. Bố chú trong giấy khai sinh là sanh đẻ tại Hải Phòng. Dạ, đúng. Nhưng mà một tuổi là bố chú đi vô Nam. Thành ra là từ đó là mới có một tuổi là ông nội đưa hết nguyên gia đình của bà nội đi vô trong Nam mà. Dạ, tức là năm 37. Ồ, năm 37. Thì 38 là đẻ 39 là đẻ cô ba đó là ở trong Nam. Ở trong Nam. Cô thứ ba là ở trong Nam. Dạ.
Con cũng được nghe nói là ông Hùng Cường rất là có hiếu thảo với ông bà nội của chú. Thương lắm á. Thương lắm. Ông bà là số 1. Dù đi đâu cũng vậy là cũng phải đi về nhà. Dù là bận rộn cách mấy thì ngày giỗ ngày Tết là phải về nhà. Nhiều khi hồi đó chú nhớ một lần là đám giỗ của bà cố. Bà cố ngoại của bố chú á. Ok. Tức là má của bà nội á. Má của bà nội. Dạ đúng. Đó. Thì hầu như là năm nào là bắt buộc, yeah, bố bắt buộc là phải đi qua bên đó. Phải đi qua bên đó, yeah, rồi là bố về, dù là bố bận rộn, bố đang hát vậy đó. Rồi trong lúc nghỉ giữa giờ đó bố chạy qua để nhiều khi để mặt mày xong phấn vô đốt cái nhang xong đi về. Trời, đi hát tiếp. Đó là một người con rất là có hiếu trong gia đình. Yeah. Về cái bài mà ông sáng tác, bài đêm trao kỷ niệm đó là ông sáng tác trước 75 hay là sao? Trước 75. Ông sáng tác nhiều bài lắm. Yeah. Ông sáng tác rất là nhiều. Nhưng mà hầu như nhạc nhớ của ông về Đà Lạt, bài của bố luôn đó. Về thăm xứ lạnh. Ồ, vậy thăm xứ lạnh là rồi Trăng Cam Ly. Rồi Đà Lạt mưa, mơ người em nắng ấm lên rồi. Vai nặng vai chiếc gánh bên đời, nhìn đôi môi xanh thắm em còn cười. Đà Lạt nơi sương buồn thấm ướt trên hàng mi, ai cười nhớ đến câu biệt đời, lòng du khách ngập ngừng. Đà Lạt nơi ai buồn khơi tiếng sáo xa vời, kia nhà ai khói ấm lên rồi thấy lòng trời vơi. Qua sương đêm vàng nghe tiếng suối đưa về, tay trong tay dìu nhau đến chốn hương trời. Dừng bên đường ta mơ ước sống trọn niềm vui, ai đang đi ngoài kia gió rét âm thầm, riêng tâm tư lặng nghe thôn thức gió bằng xuyến xa. Nhớ đến năm xưa ngày nào nắng ấm xuân hương ngọt ngào, dòng Cam Ly mở xóa thương đau, người về đâu hồn nằm trăng xa, lòng tha thiết tình quê yêu dấu. Nói chung là bố sáng tác, nhưng mà sau này anh mà chú có cái tính giống bố chú là sáng tác không phải là để cho người nào thích thì cứ hát. Dạ. Yeah. Chứ không có nặng về vấn đề kinh doanh. Dạ yeah, đúng. Thế, tại vì sáng tác bằng trái tim thì người nào có trái tim cảm nhận được. Dạ. Yeah. Tức là mình nói là có trái tim cảm nhận được thì cứ lấy bài hát thôi hát. Dạ yeah, đúng rồi. Chứ ổng không bao giờ mà ổng nghĩ tới vấn đề là hát bài đó phải trả cho ổng bao nhiêu. Tức là kinh doanh cái nghề nghiệp của mình. Dạ. Yeah. Cho nên ông là một đúng là một nghệ sĩ tính ha, rất là nghệ sĩ. Dạ. Yeah. Yeah. Lúc thời ông đi hát cũng vậy. Mình quân đội mà có kêu cần một cái chương trình gì đấy để cho quân đội á, là ông đi sẵn sàng đi. Ở bên kia là Việt Cộng á, bên này là quốc gia đó. Dạ. Yeah. Cách nhau có một con kinh, một con sông vậy đó, ông vẫn tới như thường. Ồ, dạ chú. Dạ. Ông rất là người rất là yêu nước, rất là tha thiết với quê hương. Dạ yeah, đúng rồi. Mà nghe nói là ông cũng rất là hào sảng với bạn bè anh em vậy phải không? Dạ. Bạn bè thang là móc túi ra liền. Ồ vậy hả? Ông có một lần mà không biết chú đi theo ông đi ra Vũng Tàu. Ra Vũng Tàu hát, lúc đó chú chưa đi hát. Yeah. Năm 73, 74 vậy đó. Thì có một người bạn của ông bị tù, vì không biết gì lý do gì. Thì ngày hôm đó bố hát xong tối á là ra để đi về. Yeah. Thì cái người đó tới đứng trước cửa. Yeah. Nói với bố là nhận ra ổng không? Thì bố nhận ra, bố mừng lắm. Bố mới kêu vô cái quán hủ tiếu kế bên đó. Ngồi ăn hủ tiếu. Dạ. Yeah. Cái ông nói là giờ ông mới ở tù ra. Yeah. Không có tiền. Để đi về quê.
rồi không có quần áo, mặc nguyên cái, mặc cái nguyên cái đồ 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 cũ rít à, đổ mình rất nó thế, nó nhầu giống như cái nhau mèo vậy đó. Đồ quần áo thì không có, chúng nhìn thấy ghê lắm, chỉ giống như là một người, xin lỗi, một người đi ăn xin vậy đó. Rồi ổng cũng mừng, ôm ổng kéo vô đó. Xong cái ổng móc túi ra, trong túi ổng mở ra, ổng không bao giờ mang bóp hết. Mang tiền cash. Mang tiền không bóp rồi đó, đâu có kiện kha đó con. Thì ổng không mang bóp. Bóp rồi lúc nào cũng để ở nhà thế. Rồi cái ổng móc trong túi ra, rồi còn bao nhiêu tiền đó ổng cho hết. Rồi ổng cởi cái áo ổng đang mặc, ổng cho luôn. Ổng cởi cái quần ổng cho luôn. Trời ơi. Đưa cho người đó luôn. Ổng mặc cái quần xà lỏn với cái áo thun ba lá lên xe ổng đi về. Rồi ổng hẹn ngày mai tới là ổng cho. Thương quá ha, ổng rất là hào sảng với bạn bè anh em. Cái thời gian mà lúc mà ông Hùng Cường qua bên này, mà cô chú cũng qua bên này đó, thì những cái năm tháng cuối đời của ông như thế nào? Lúc mà cô qua khoảng chừng ông mà bị bệnh trước rồi. Ông bị bệnh tiểu đường trước. Khi mà tụi mình qua mới bị đâu rồi, bị năm 7. Cái thời mà cô qua tới năm 92 á, là tám mấy bị cũng rồi. Bắt đầu hơi nặng rồi. Thì bố mất năm 96 em ta. Dạ đúng ạ. Thì khoảng năm 93, 94, 95 á, thì cô với chú gần ông nhiều hơn là tại vì ông bệnh. Ông bệnh cứ là cái năm mà ông mất á, là cái chuyện tháng hai tháng cái vô nhà thương, tại vì bị nó di căn vô trong gan đó con. Cái bụng chướng ra bự vậy nè. Cái show cuối cùng của chú với cô đi hát với ông á, là ở New Orleans mà ngày Noel của ai tổ chức anh gì anh Thuận tổ chức. Lúc đó có Trần Quốc Bảo, có cô Phương Quế, có Carol Kim đi. Nhưng mà tổ chức lầm là tại vì đêm 24 cái sứ đạo là người ta đi lễ hết, không có ai mà đi coi hát hết. Show đó đạo gì? Rồi cái show đó là cái show cuối cùng đó mà bố rất là buồn. Cái ông Thuận ông nói tụi mình làm sai rồi, tại vì ở đây là đạo Chúa, là đêm Noel đó là người ta đi nhà thờ lễ nửa đêm, không ai mà đi coi hát hết. Thì đêm đó là bán có mấy vé à con. Thì cũng phải hát. Thì cái lúc đó về là cô với chú là phải chia đôi với bên ban tổ chức. Vì tiền vé máy bay, tiền khách sạn thì cộng lại rồi chia đôi ra. Rồi cái lúc mà đi về trên đó là kỷ niệm vui lắm. Đi về cái bụng bự nha ông á, nhưng mà nãy giờ bố thèm kem quá bố ơi, bác sĩ đâu có cho bố ăn mấy cái này đâu, bố tiểu đường này kia. Thôi kệ ăn rồi chết cũng vui con. Đi mua cho tôi kem bú nha, một cái basket robin đó con. Bú ngồi ăn. Mà đang tiểu đường. Tiểu đường xong rồi về á, vô emergency là rút nước ra. Rút nước ra thì khoảng tháng hai tháng sau á, là coi như là cô đâu có cho ăn đồ mà ở ngoài mua đâu, cô phải nấu sáng, cô nấu cháo, cô nấu bánh canh, cô nấu tất cả các thứ để mà cô đi chợ final thích không gì. Smart final chứ. Smart final cô mua mấy cái loại mà đường để diet á, mấy loại để nêm đồ ăn á. Cô mua mỗi ngày cô mỗi đêm qua. Xong cái bạn của ông lại nói, anh Cường ăn gì chưa anh Cường? Không, tụi nó đâu có nấu gì tôi ăn đâu. Cái bà đó bà đi mua hamburger con. Nãy bây giờ anh Cường muốn ăn gì em đi mua hamburger cho bố Cường ăn. Trời ơi, cái bà kêu qua sao con không cho bố con ăn gì á. Cô tức quá, cô lái xe chạy qua hỏi Patrick, em của anh chú Bình nè. Patrick là con của bố với cái cô vợ sau cùng á. Chị hay nấu đồ ăn em để đâu vậy? Cái nó bà cất cho này nè. Mở cái xinh, cho cái xinh để chén cô. Mở ra chầm đồ đó, không ăn. Nói sao bố không chịu ăn đồ, con nói bố ăn tầm bậy tầm bạ. Thì khoảng chừng tháng sau là bố đi, bố mất á. Nhà chú Bình với em 7 triệu là ra vô nhà thương mỗi ngày luôn để coi như là Nghe nói còn một hai ngày cuối là ông đòi đi đâu đó ra đi ra biểu tình chống cộng. Tại vì ngày hai ở bên này là mình hay thường làm cuối tuần. Thì cái cuối tuần đó là 30/4 là nhằm ngày thứ hai thứ ba vậy đó. Thì ngày 28/29 đó là ngày weekend, là thứ bảy chủ nhật. Thì bố mới nói chứ Bình chở bố ra ngoài chợ, đúng lúc là chợ chợ người Việt, bây giờ là sông Hỷ đó. Bố ra bố biểu tình, nói trời bố ơi, bác sĩ đâu cho bố đi rồi bố đi. Nói thôi bố ở nhà đi, không, đẩy xe lăn cho bố đi ra cũng được nữa. Chú Bình đâu chở đâu, rủi mình là bác sĩ nó cái gì nó đổ thừa sao. Cái xong cái khoảng chừng chiều hôm đó, cái tôi với chú Bình qua nhà, lúc là bố về nhà rồi.
Ủa bố vẫn còn Minh Diễn chứ? Minh Diễn. Giờ cái này thôi chắc bố nếu mà bố mất á thì tụi con thiêu đi, thiêu xác bố đi, đem về chôn ở dưới chân ông bà nội con ở Bến Tre. Còn giữ lại hai cái ống nguyễn, xương ống nguyễn. Rồi bố nói nghe ghê quá vậy bố. Nói không, con lấy đi rồi con chà với nhám và cho bóng. Chi vậy bố? Để quấn vải đỏ vô. Quấn vải đỏ để làm dùi đánh trống ăn mừng khi mà hết cộng sản. Để lên bàn thờ. Chờ cái ngày hết cộng sản rồi đem ra đánh trống ăn mừng. Cái tinh thần của ông rất là cao ha. Nó tới ngày cuối cùng mà còn như vậy. Mà ông mất hình như đáng lẽ là vào ngày 30 tháng 4 phải không cô, mà sao hình 1 tháng 5. Dạ. Ráng qua hết 30 tháng 4, 1 tháng 5. Dạ. Và đám tang của ông thì Jimmy có được xem một vài cái video còn giữ lại được thì rất là xúc động. Quá lớn, đám ma quá lớn luôn. Hồi lúc đó, hồi lúc đó là lớn, sau này là nhiều đám ma lớn lắm. Lúc đó là cái đám ma cảnh sát chặn ở đường Bô Sa với đường Bisphoria. Tại vì nè, đường Bô Sa với đường Bisphoria. Jimmy biết không? Đúng rồi. Là năm đó đó, nó có một cái sự trùng hợp rất là lạ. Dạ. Tức là cái ngày rằm tháng 4 á, là cái ngày Phật đản. Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà năm đó không biết gì lý do gì đó là lúc đó tất cả những Phật những cái vị đại sư đó, những vị cao chức sắc cao cấp ở cả thế giới luôn đó lại tổ chức trước một năm trước một tháng. Thành ra cái ngày đó là mấy ổng tự nhiên tụ tập về thầy Thích Hộ Giác rồi ông kia rồi lúc đó thầy Thích Hộ Giác còn sống là thầy là chủ tọa cái buổi Phật đản đó. Thì thầy mới cứ mỗi ngày là mấy trăm vị sư tới đọc kinh cho buổi. Như để hoàng ông tới mấy hôm rồi phải không cô? 7 ngày. Trời ơi, vậy hả? Thường cho đến 5 ngày chứ. 7 ngày. 7 ngày hoàng ngày 2 ngày thôi. Hoàng ông tới... Lấy 2 phòng luôn con. Trời ơi, vậy hả? Dạ, lấy 2 phòng. Một phòng số đầu đi vô là phòng số 5, số 4 gì đó. Đúng rồi. Thì là để hình bố. Để hình những cái thành tích của bố. Rồi cái phòng bên kia mới là để quan tài. Wow, để 5 ngày luôn. Và rất đông thời, tại vì năm 1996 thì nghệ sĩ mình vẫn còn nhiều á. Chưa ai mất, cho nên ông là một trong những cái đám tang nghệ sĩ mà lớn nhất thời điểm đó. Nhớ lúc đó anh Nhật Trường với anh Chí Linh đi tới cái, có anh Du Khánh nữa. Ông Nhật Trường cái... chưa qua. Qua rồi, dạ qua rồi, năm 96 qua rồi. Này đi qua rồi. Dạ qua rồi. Có Nhật Trường đi đến Ma Bố mà. Ồ. Rồi sao? Cái xong cái anh Nhật Trường đấy, ê nói với anh Trí Linh sao Hùng Cường là mày. Trí Linh nói cha sao Hùng Cường là cha thì có không, cái anh Duy Khánh nói thôi để tao cho sao Hùng Cường, để tao rút cuộc á là sao Hùng Cường với chú Duy Khánh đi chứ. Dạ đúng rồi. Rồi tới Nhật ông Trường. Dạ chúng ta chỉ còn mỗi ông Trí Linh thôi. Thưa toàn thể quý vị, cách đây 3 tháng trong một cái show do anh Hùng Cường và gia đình tổ chức, tôi lên nói mấy lời và càng hy vọng anh sống với chúng ta 5-10 năm nữa để cho anh còn thấy nước Việt Nam không còn cộng sản. Nhưng hôm nay anh đã ra đi và coi như sân khấu miền Nam, cải lương của nhạc miền Nam đã mất đi một cái hát vô địch. Tôi nói vô địch có nghĩa rằng là anh Hùng Cường chết đi sẽ không còn một cách nào có thể thế anh được. Nên văn nghệ Việt Nam mất đi một con đại bàng, một chim sơn ca, lão tướng. Anh em chúng ta trong tổng ở hải ngoại mất đi một chiến sĩ kiên cường. Khi anh đặt chân đến nước Mỹ, tôi bảo anh bỏ đừng có tổng cộng nữa, làm văn nghệ mà sống. Anh bảo không, thì mong anh chính anh là nạn nhân của cộng sản, nên anh còn tiếp tục còn sống, anh còn sáng tác, anh còn hát. Và thưa quý vị, suốt 10 mấy năm trời tôi đi với anh các show, tôi đơn cho anh ca vọng cổ, tôi đơn piano cho anh ngâm thơ, không có tác phẩm nào là không có trân trọng. Anh chống cộng đến nỗi điên khùng ở dưới khán giả bảo anh vô đi, anh vẫn đứng đó. Thưa anh Cường, anh chết còn có bao nhiêu người nữa ở hai ngoại tiếp tục trân trọng và mong khi anh chết nhưng nếu được về thiên đường, mong tên kia không còn bóng dáng cộng sản nữa để yên tâm
là một cái chim sơ ca cho tôi mọi người nghe. Anh không còn bận tâm với cộng sản nữa. Chúng tôi tất cả anh em nghệ sĩ Hai Ngoại kính chào tạm biệt anh. Và những đức Phật nói, chết không phải là hết, chết là một sự thay đổi. Anh đổi áo, anh đổi nơi ở, và anh có đầu thai lại làm một chiếc người và làm ca sĩ cũng vẫn tiếp tục phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi nghe xin nghe một bài thơ Khóc Chiến Sĩ Hồ Cường của cựu dân biểu Nguyễn Hữu Thời. Ai nhớ Hồ Cường, Hồ Cường như tên gọi, biểu tượng cho sức mạnh với uy nghi. Trong câu ca dù tân hay cổ, trên chiến trường và ngay cả bước mưu ly, anh đã chiến đấu bằng súng hay bằng đạn. Trước cường bạo anh luôn vẫn hiên ngang, đúng theo nghĩa anh thường tâm niệm chiến đấu cho đến hơi thở ngày tàn. Trên giường bệnh giọng anh sang sảng, lời thơ Diệp Cộng vọng lên trường. Ôi tâm hồn anh bao cao quý, anh ra đi giữa muôn vạn tình thương. Hôm nay đây trước giờ vĩnh biệt, các bạn anh nghệ sĩ biệt tộc quân nhân thể lời anh di chúc ân cần bên linh sàng lá quốc kỳ tươi thắm. Hồng Cường ơi, đã có xanh thì có tử, nhưng tên anh trường tồn dù thư xác tuy tiên. Anh người nghệ sĩ kiêm nghệ chiến sĩ, sống đã khôn thác tất duyên thiên. Ơi ơi Hồng Cường nghệ sĩ tài hoa, kiếm tầm mạnh bằng cũng là luật chung. Không phải.
kiếm được mình. Đấy là thương yêu quý mến đối với em. Xong anh nữa của anh của chúng tôi là đều kiên cường, nghệ sĩ hùng cường. Mà đã có thể thì giờ quý báo đến thần kiếm để tiễn đưa nghệ sĩ hùng cường như thế là anh nghĩ của mình. Và rồi tôi nói xong cả nguyên nhân tôi cũng đổ về biển cả. Sự ra đi diễn biến của anh chồng anh của chúng tôi, một sự mất mát yêu cùng đớn đau và đau đớn cho gia đình chúng tôi cũng như quý vị. Bên cạnh đó, người an ủi yêu và đớn của cha ông chúng tôi cũng như toàn gia đình là đã được chứng kiến những thân tình cố gắng yêu thương của quý vị đã dành cho nghệ sĩ chúng tôi. Tứ trụ của Việt Nam mình đó. Chú thấy như thế nào và chú ảnh hưởng gì từ bố của chú? Về ảnh hưởng ca, gì? Về ca hát. Ca hát hả? Khi mà chú bước lên sân khấu hoặc là chú đi tập hoặc là chú làm cái gì đó, chú đều mang một cái tinh thần rất là nghiêm túc, rất là kỹ để mà người tập. Đó là tinh thần của bố chú. Tại vì ngay từ lúc đi hát, đầu đời đi hát với bố, bố chăm chút cho từng cái buổi tập, buổi tập của chú. Thành ra là cái tinh thần đó là, thí dụ như bây giờ hẹn 10 giờ rưỡi tập đi, 10 giờ rưỡi tập là 10 giờ 10 phút là bắt buộc phải có mặt đó. Ông rất là đúng. Giờ ngay cái ban nhạc á, ban nhạc mà tới đúng giờ đó là ăn uống gì ông lo hết. Và còn không trễ 5 phút thôi là ông đứng dậy ông đi về. Rồi chịu trách nhiệm đi. Con có được nghe vài nghệ sĩ, nhất là trong giới cải lương, thì cũng hay nhắc đến ông là ông rất là nghiêm túc trong vấn đề tập giờ. Linh tập giờ cũng vậy, đi tập giờ ở đoàn hát cũng vậy. Ông rất là nghiêm túc. Một cái tinh thần đó mà tạo nên cái tên tuổi của ông bây giờ. Ông phải nghiêm túc, ông nói phải nghiêm túc trong nghề nghiệp. Và phải sống hết mình cho nghề nghiệp. Ông bước lên sân khấu mà chỉ cần một... Sao? Ông là người bày ra cái chuyện mà kéo hai cái màn để che cái cánh gà. Hồi xưa cái cánh gà là người ta ngồi với cái tấm phóc là khán giả ngồi xuống nó nhìn hai cánh gà. Thì ông nói là sân khấu là một cái thiên đường. Thành ra ông không cho gài cái cánh gà, không cho bất cứ một người nào ngồi cái đó. Ông đẩy nguyên dàn nhạc, hồi xưa bây dàn nhạc ngồi trên mấy cánh gà, ông đẩy xuống ngồi ở dưới trước sân khấu. Ông là người đầu tiên. Cho nên khi mà năm 1996 mà ông qua đời đó, thì chắc là trong gia đình này rất rất là đau, rất là buồn khi mà cái sự ra đi của ông, phải không? Hầu như ai cũng buồn. Nhưng ngay cái người khán giả hoặc là những cái những người bạn bè ông, nhạc sĩ hoặc là những người đấu tranh chung với ông, ai cũng rất là buồn. Tại vì khi ông làm, ông đấu tranh cái gì, ông sống hết mình, ông đi hát bao nhiêu để dành được tiền bao nhiêu, giống như ông đi vượt biên vậy đó. Là ông cống hiến cho những cái buổi đi không hát không tiền cho những người đấu tranh. Giống như lúc đó chú nghe ông kể lại như chuyện ông Hoàng Cơ Minh còn thiếu tiền ổng, tại tiền đi qua bên Thái Lan gì đó đi hát trong vô chiến khu hát này kia, thì hứa là mua vé máy bay, ổng hát rồi thì không có tiền rồi. Nhưng mà ổng nói giờ không có tiền thì ổng nói tổng có nhiều ứng ra mua vé máy bay, cho tới giờ cũng chưa có hoàn tiền lại. Nhưng mà coi như ổng quên luôn. Vì ông kể vậy thôi chứ còn mà ông không có nhất thiết là phải đi đòi lại. Dạ đúng. Nhưng khi ông rất là nghèo, lúc đó ông rất là khó. Trở lại lúc mà bố mất thì cô với chú đưa bố về Bến Tre đó con. Thì lúc đó thủ cốt, vô cái thủ cốt rồi chọn bưng cái thủ cốt mầm, cô khóc quá trời, cô nói một người cái bằng tài năng như vậy, tài ba như lỗi lạc như vậy, bây giờ chỉ còn một cái đống tro tàn giống như một cái cục tro cốt tro bụi thôi. Mà mất sớm quá. Mất lúc đó bố mới 60 tuổi thôi. Cái cô đem về Việt Nam nhưng mà cô với chú đâu có dám ra mặt.
cô cho con cô Hữu Anh đó, nó đi trước, nó đem hộp cốt ông về. Yeah. Hộp cốt ông về xong sau đó, đó cô với chú mới về. Tại vì nếu bên kia người ta biết cô với chú về là biết cái hộp cốt này của bố Cường. Thì thế nào lúc đó mà con mới găng lắm. Thế nào có khi người ta khui ra. Tuy là giấy phép mình có đủ hết, giấy phép y tế có, mình có đủ đầy đủ hết luôn á. Có khi người ta dở ra, người ta làm gì đó, mình không biết, cái này nó cứ để cho con của nó bưng về trước, cô chú về sau. Yeah. Thì về đó lúc là về chùa Pháp Quang ở trên Cầu Giáp, ở trên cầu Băng Khi. Yeah. Làm lễ, làm lễ phát tang rồi làm lễ lớn lắm, ở Duy Nam cũng làm lớn lắm con. Yeah. Xong đó, sau đó mới đưa hũ cốt của ông về Bến Tre, chôn với chân ông bà nội. Trước khi về thì ghé qua chùa Nghệ Sĩ, làm một buổi bên đó, rồi xong rồi trên đường đi đó, mình đi về luôn. Dạ, cho nên bây giờ là những khán giả ở Việt Nam mà cũng hay tới viếng ông ở dưới Bến Tre. Dạ, dạ đúng rồi. Một cái ngôi mộ phần của nghệ sĩ Hùng Cường. Mà Jimmy nghĩ rằng là chắc 100 hay là 200 năm nữa chúng ta mới, hoặc là không có một cái Hùng Cường không thứ có. Hai không có. Cũng nghĩ dạ. Không có. Dạ. Tại vì ông quá tài. Dạ. Một nghệ sĩ vừa hát ha, vừa tân nhạc, vừa kịch nghệ điện ảnh. Đẹp trai nữa. Dạ. Cho nên lương tân nhạc điện ảnh kịch coi như gồm hết rồi, nhạc sĩ sáng tác. Dạ. Qua bên hải ngoại này thì là đấu tranh cho đồng bào Việt Nam nữa. Thì hôm nay rất là cảm ơn cô chú đã đến với chương trình của con để nhắc nhớ về nghệ sĩ Hùng Cường nhân 25 năm ngày mất, và cũng nhớ về một thời mà cô chú đi hát với nhau và cũng có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là với thân phụ của mình là nghệ sĩ Hùng Cường. Xin mời cô và lại chào khán giả. Rất cảm ơn Jimmy đã cho cô chú lên tâm sự những chuyện nhà mà dĩ dãn. Thì rất là vui mà cũng rất là buồn buồn trong lòng. Vậy vì tại vì là mình vui vì mình nhắc kỷ niệm, nhưng mà buồn buồn mùi ngùi nhớ tới bố Hùng Cường. Yeah. Một tài năng cái là coi như là 100 năm nữa cũng chưa có người thế. Trên Thái Lan rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Jimmy Bước Chân Dĩ Vãng, và hẹn cũng có thể trở lại một lần nữa với quý vị. Giờ hôm nay nói chưa có đủ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, chắc chắn được cô. Cảm ơn phải con. Mời cô trở lại. Dạ mời chú có vài lời cho khán giả. Quang Bình xin chân thành cảm ơn. Yeah. Trước tiên là Jimmy. Yeah. Đã có một cái sáng kiến làm ra cái chương trình Bước Chân Dĩ Vãng này. Yeah. Một cái idea rất là hay. Yeah. Và bây giờ là chú được lên đây để nói về bố mình. Yeah. Nói về bản thân mình. Yeah. Nói về người bạn của mình. Yeah. Thì rất là xúc động. Và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, và hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình này để càng ngày sẽ đưa quý vị vào những dĩ vãng đẹp có, buồn có, yeah, vui có trong cuộc sống này. Yeah, cảm ơn chú thật nhiều. Những lời nói của chú thật là hay, và cô cũng vậy. Con chúc cô và chúc cho chú những ngày tới thật là nhiều sức khỏe. Hình như ở đây mình chích ngừa hết rồi. Mình cũng quên là cảm ơn khán giả cũng như là cảm ơn tất cả. Và cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Tổ nghiệp, cảm ơn tất cả đã cho mình vượt qua được cái cơn cái bệnh mà Covid hiểm nghèo này. Trong lúc bao nhiêu anh chị em nghệ sĩ, đàn chị, đàn anh cũng đã ra đi. Thật ra mình rất là cảm ơn, để mình chúc tất cả đều được sức khỏe hết, để vượt qua hết, chừng nào hết Corona thì chúng ta sẽ gặp lại tái ngộ. Dạ vâng, chúc cô chú nhiều sức khỏe nha. Và mong sẽ mời cô chú trở lại trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn cô chú. Và hẹn gặp lại trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ông lái đò giờ đây già yêu lắm, cũng thấy lòng sống lại tuổi đôi mươi, hồn rung manh trước cánh đời tươi thắm. Không thốt được nên lời. Từ hôm đó bên đò sông dày, bao nhiêu chiều đã đón khách sang sông. Những người khách không giống ngày xưa ấy,
về đây mà hồn nằm chiều lòng gió tơi bời, họ đi rồi ông thấy buồn ao nao vì họ qua bên anh một lần. Không trở lại sang sông nên mỗi chiều thả thuyền theo bên nước ông lại buồn. Đưa mắt mỏi mệt